lại nữa a nan nếu đại bồ tát thì lại vào thiện căn công đức của mình khinh thường các đại bồ tát khác nói thế này ta có thể tu tập bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa còn các ngươi chẳng có thể tu tập ta có thể an trụ pháp không nội pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh còn các ngươi chẳng có thể an trụ ta có thể an trụ chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Còn các ngươi chẳng có thể an trụ, ta có thể an trụ thánh đế khổ, tập diệt đạo, còn các ngươi chẳng có thể. Ta có thể tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, còn các ngươi chẳng có thể ta có thể tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, còn các ngươi chẳng có thể. Ta có thể tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, còn các ngươi chẳng có thể. Ta có thể tu tập pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện, còn các ngươi chẳng có thể. Ta có thể tu tập mười địa Bồ Tát, còn các ngươi chẳng có thể, ta có thể nghiêm tịnh cõi Phật thành thục hữu tình, còn các ngươi chẳng có thể, ta có thể quán 12 chi duyên khởi theo chiều thuận nghịch, còn các ngươi chẳng có thể, ta có thể tu tập năm loại mắt sáu phép thần thông, còn các ngươi chẳng có thể, ta có thể tu tập 10 lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Còn các ngươi chẳng có thể, ta có thể tu tập samatha, tì bát xá na, còn các ngươi chẳng có thể, ta có thể tu tập pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, còn các ngươi chẳng có thể, ta có thể tu tập pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa; còn các ngươi chẳng có thể, ta có thể tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, còn các ngươi chẳng có thể. Ta có thể quán sát tự tướng, cộng tướng của các pháp, còn các ngươi chẳng có thể. Ta có thể tu tập tất cả hạnh đại bồ tát, còn các ngươi chẳng có thể. Ta có thể tu tập quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, còn các ngươi chẳng có thể. Khi ấy, ác ma vui mừng nhảy nhót nói bồ tát này là bạn lữ luân hồi sanh tử, chưa có khi nào thoát khỏi thì a nên biết đại bồ tát ấy khi tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa bị ác ma nhiễu loạn còn nếu đại bồ tát chẳng ỷ lại vào thiện căn công đức của mình mà khinh thường các đại bồ tát khác tuy thường tinh tấn tu các pháp lành nhưng chẳng chấp trước tướng của các pháp lành thì a nên biết đại bồ tát ấy khi tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng bị ác ma nhiễu loạn